để cải thiện và hoạt động tốt và những gia tăng và âm thanh rộng rãi và hiệu suất cao nhất thì các bác nên sử dụng cái dòng dây xịn sò đến từ thương hiệu rất bình dân như thế này, 45 ngàn một mét nha các bác. Rồi em sẽ cắt ra để các bác cùng xem cái lõi của nó nha, nó đồng mịn nha. Thì bác nào mình lấy 5 mét trở lên nha các bác thì em mới bao ship nha, ít quá thì không bao ship được nha. Thì bác nào mình cân đối thật sự lấy thì alo cho em, tại vì những cái này thì bán để phục vụ các bác thôi, chỉ lãi gì cũng 10 ngàn mét thôi nha các bác. Đấy. Bao ship cho bác ship vào một lần là khoảng là 30-40 ngàn rồi, nên bác là mình cần thì mình cứ alo cho em Chiến nha. Thì cái này nó không có đáng bao nhiêu tiền thì em cũng không yêu cầu các bác là chuyển khoản đâu, nếu bác là mình thấy cần và nhất thiết thì mình cứ alo cho em gửi hàng cho các bác thôi. Tại vì nhiều lúc đó, các bác mua loa karaoke bên em mà với những cái dây như thế này thì em không nhập về thì các bác phải đi mua chỗ khác nó mới công, và tìm mua là không có là đi mua những cái dây thị trường 6-7 ngàn về thì nó mất cái chất những cái loa xịn và cái đẩy xịn âm ly xịn được. Nên là em phục vụ các bác là từ rỉ tiền cho đến là cao cấp luôn để đầy đủ cho tất cả các bác mình sử dụng. Rồi em cắt ra để các bác cùng xem nha. Vâng, lõ đây các bác, cậu có thấy này, cực kỳ đã luôn nha, cậu có thấy đồng xịn này, ok chưa, quá là quá tuyệt vời. Các bác mà chơi những dòng mà 2-3 cặp bên bi và phục vụ phòng karaoke thì các bác nên sử dụng dây này nha. Các bác đi trong tường thì nó không quanh năm suốt tháng hay là muôn đời nó sẽ không bị oxy hóa như dòng dây rỉ tiền nha. Đồng xịn các bác nhìn nó khác đi và nó mềm dẻo đấy, các bác luồn lách trong tường rồi nó cũng dễ dàng. Rồi sau đây mời các bác cùng xem những bộ dây AV và bộ dây loa tầm tiền để phục vụ các bác. Bác nào mình coi mình ok cái nào thì cứ liên hệ cho em nha, và cho em tên và địa chỉ thì em sẽ gửi hàng tới tận tay các bác. Thì mới về được một 100 mét này thì giới thiệu cho các bác và thông báo là đã có hàng rồi nha. Dây Mỹ rất là tầm tiền để các bác mình chơi những dòng loa cổ cạc đát, thì đặc trưng của dòng hãng này thì cho ra những dòng dây có chất âm tốt nhưng mà giá thành cực kỳ là hợp lý nha các bác. Em về thêm những bộ dây ba lăng khoảng mười mấy bộ và dây AV. AV thì nhiều tại vì AV vẫn là được anh em chuộng nhiều hơn, thì mình chơi audio thì kém AV vẫn là tuyệt vời. Cạc đát thì tất cả cấu hình của nó là cấu hình đồng nguyên chất nha các bác, OFC chống nhiễu một chiều, các bác sẽ thấy mũi tên đi theo. Dây Mỹ mã mã là button nha các bác, dây cross button. Dây AV là 650 ngàn đã bao gồm phí ship nha các bác, còn dây ba lăng là 850 ngàn nha. Ba lăng là hai đầu, ba đầu ba cháu nè các bác, đầu rất là mạ vàng nha các bác, mạ vàng hết. Ba lăng này thì phục vụ các bác nghe nhạc những dòng dàn lớn hoặc là chơi karaoke với những con đẩy cao cấp, đẩy Mỹ xịn sò thì các bác chơi lọ những cái dây cạc đát này thì quá tuyệt vời, 850 ngàn nha các bác một bộ nha. Còn dây AV là 650 nha các bác, dây AV cũng sử dụng đầu rất của hãng luôn, mạ vàng nha. Nhiều hãng thì dây hãng họ sử dụng những cái rack danh tiếng như là của WKBT vân vân, nhưng dây cạc đát thì sử dụng đầu rack của hãng cạc đát luôn nha các bác. Cũng như Nocdoc thì Nocdoc hoặc là Kimber thì hay sử dụng những cái đầu rack của WKBT. AV thì em về khoảng 20 bộ, các bác lấy thì alo cho em Chiến nha. Và hai số điện thoại này các bác cứ cho em tên và địa chỉ thì em sẽ gửi hàng đến tận nơi cho các bác. Nếu các bác nào mình chuyển khoản được thì các bác có thể chuyển khoản cho em nha. Và em về thêm 3 bộ onding dây 35, đây dòng cao cấp nha các bác. Đặc trưng của những dòng onding thì nó là bạc tinh khiết nha. Dòng này nghi nhạc với những loa tăng noise như loa châu Âu, loa high-end đời mới và chơi những âm ly Lookman đời mới. Tiếng rất là feel, rất là hay, giá là 3 triệu rưỡi một bộ nha các bác. Dây hãng nha các bác, 3 triệu rưỡi một bộ nha. Những dây này là hay hơn tầm tiền này các bác, rất là đáng chơi nếu các bác mình chơi rề bao hoặc là chơi những dòng gíp đầu đĩa với những con ly Lookman đời cao, Akufai đời cao, mắt trên tóc thì các bác lựa chọn những dòng dây này với phân khúc tầm 3 triệu rưỡi thì dây này nó sẽ làm
hệ chắc thống âm thanh trở nên khác biệt rất là nhiều nha. 3,5 triệu một bộ nha các bác. Vừa rồi em về 2 bộ thì em gửi cho một bác ở Hồ Chí Minh rồi. Thì đây là em còn về 100 bộ monitor tầm tiền đấy. Mà giờ còn 5 bộ này các bác, thì bác nào mình lấy thì alo cho em Chiến nha, 250 ngàn một bộ nha. Bác còn lấy 2 bộ là giá 500 ngàn free ship nha. Còn một bộ thì em không free ship được, một bộ thì các bác phải chấp nhận là với giá là 300 ngàn bao ship nha. Dây là dây monitor xịn sò luôn á, dây bãi luôn các bác. Đấy, dây 1 mét nha các bác. 250 ngàn, các bác còn lấy 2 bộ thì 500 ngàn. Còn một bộ thì em không free ship nha. Là một bộ là 300 ngàn đấy, là 50 ngàn thì ship nha các bác. Thì còn 5 bộ này, 100 bộ mà về trong 4-5 ngày là hết rồi, còn có mấy bộ này thì bác nào mình lấy thì alo cho em. Xịn sò bỏ ra 250 ngàn, mình đã có một bộ dây monitor xịn rồi đó. Dây về thì rất đẹp, dây của hãng luôn nha các bác, đầu đúc luôn nha, 250. Các bác mình lấy tiền thì mình lấy 2 bộ trở lên đó, cho nó đỡ tốn phí nha. Rồi đi đến là dòng dây Litton. Nói đến những dòng Litton thì các bác sẽ nghĩ đến nó là mạ bạc rồi. Không nghĩ sao hãng này là cứ theo phương châm là cứ mạ bạc. Mà đúng nghe những dòng Litton thì mạ bạc thì tiếng rất là sáng nha các bác. Rất sáng, trung âm rất là nét và độ nhẹ cao. Ta dùng dây AV nha các bác, AV giá là 500 ngàn một bộ nha. Đầu của hãng luôn nha các bác. AV và hai hai vé đều có chống nhiễu nha các bác, của KG, đặc trưng của Mỹ. Đây. Đây các bác thấy nó lấy nét chậm quá. Đầu rất click tình USA màu vàng luôn nha. Các bác thấy thấy lõi nó này. Đấy. Và mạ bạc nha. Đồng OFC mạ bạc chứ không phải là bạc không nghi không được, bạc không có chối. Đa số thì hãng người ta sẽ sử dụng đồng nguyên chất mạ bạc. Đồng nguyên chất chỉ cho chúng ta một cái chất bát dày tiếng, lực bát tốt và mạ bạc để tăng dải cao, đặc trưng là dải chép các bác, và trung âm rõ nét hơn. Và hãng Litton vẫn vận dụng điều đó và làm cho những dòng dây của Litton đa số là cứ mạ bạc. Đấy, em về là toàn thấy những dây 300 năm hay là những dòng dây loa cũng là mạ bạc hết rồi các bác. Mà chất lượng nó rất là tốt trong tầm tiền, 500 ngàn một bộ nha các bác. Về rất là nhiều, bây giờ bán giao cho anh em thì còn nhiều đây này. Em gọi làm video lên thì bác nào mình có nhu cầu thì alo cho em. Dây này chống nhiễu khá tốt tại vì nó trang bị tới hai vế là chống nhiễu hai đầu luôn nha các bác. Giá 500 ngàn một bộ là đã bao ship nha các bác. Đặc biệt thì các bác sử dụng dây này là nó không có vướng víu nhiều, nó rất là mềm và mình để trong hệ thống âm thanh nó không bị vướng nhiều. Nó chỉ sử dụng một cấu hình là một dây chính, trong đó nó sẽ có bẹp chống nhiễu hai lớp rồi tới hai lõi đi ra AV. Khi đó chúng ta cắm vào dàn dây dàn âm thanh nó sẽ không bị rối nhiều đấy, rất gọn gàng. 500 ngàn bộ. Và đây là em túc về tiếp tục về thêm là 3 bộ dây Pháp, giá là 3,2 triệu một bộ nha, dây dây hãng nha, xịn sò luôn các bác chơi, không phải bạc nha, đồng nguyên chất, đồng mịn nha, đồng OFC nguyên chất nha, mã đây là L311 Free Fire nha các bác, Free Fire của Pháp nha, dây đồng mịn nha các bác, lõi 6 chấm nha các bác, 6 chấm OFC. Đối với dây này các bác chơi nghe nhạc vàng bolero, đặc biệt bass nó bass mềm nha. Tuy là đồng nguyên chất nhưng mà nó là công nghệ của hãng thì ra bass khá là mềm. Thích hợp cho các bác chơi những dòng loa JBL 100 Canterbury, hay chơi những dòng loa cổ, vân vân. Hay chơi những dòng loa tăng noise, nếu các bác thích bass mềm thì chơi những bộ này. Free Fire nha các bác. Dây hãng cái 3,2 triệu nha các bác, không có hộp nha. Free Fire loại 6 chấm đồng mịn OFC. Giá là 3,2 triệu một bộ nha các bác. Hai đầu bắp chuối luôn nha. Các bác nào mình xài âm ly cổ, lo cổ thì các bác tiện lấy thêm đầu rất chuyển đổi nha. Đấy, thì em Chiến mới về thêm một số thì quay video và giới thiệu cho các bác nào mình có nhu cầu về hệ thống truyền dẫn để nâng cao âm thanh trong dàn nghe nhạc của các bác thì các bác cứ liên hệ cho em Chiến qua 2 số điện thoại trên. Em ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác nha. Tất cả giá bên trên là em đều bao ship và em bán hàng là đều bao ship hết cho các bác cho nó tiện. Để các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha. Ấn vào nút đăng ký ở góc phải màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở miền Tổ quốc.